Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Thôi một đôi trai tài gái sắc à. Thôi tiên đồng ngọc nữ đi. Đúng rồi, tiên đồng ngọc nữ. Rồi chào hai em. À mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. À, xin chào tất cả các vị khán giả ở đây. À, cũng như các bạn khán giả đang xem truyền hình thì mình tên là Jay Quân, thì nghệ danh là Jay Quân ạ, còn tên thật là Nguyễn Trọng Quân. Ở đây là bà xã. À, Quân ơi, năm nay Quân bao nhiêu tuổi và công việc của Quân đó là gì? Năm nay em 28 tuổi. Công việc của em thì người mẫu, và bên cạnh đó thì em đang phát triển con đường nghệ thuật và ca hát, là ca hát và diễn viên ạ. À, có nghĩa làm trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí đúng không? À, mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. À, em tên là Trúng Huyền Thanh và năm em 20 tuổi và em đang làm người mẫu tự do. Ủa, các em là quê ở đâu? Dạ, ở Hải Phòng ạ. Ủa, nhưng mà hiện tại thì các em sinh sống ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, rồi, bây giờ kể cho chương trình được biết là cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào? Cái lần đầu tiên mà em gặp Thanh là lúc ấy là em 20 tuổi mới ra trường. À, khi đó thì em là cũng là ngày đầu tiên em tham gia vào cái câu lạc bộ người mẫu ở Hải Phòng. Thì cũng gặp rất là nhiều những cô em gái trong đó rất là xinh. Nổi bật trong đó thì có mình để ý cô em gái mình là Thanh thì rất là ngoan, rất là cao, rất là xinh. Đấy, lúc đó mới 13 tuổi thôi nhưng mà thực sự anh nhìn rất là lớn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cả cái câu lạc bộ đó thì chỉ có một mình Thanh là có mẹ kèm cặp, như là có nghĩa giám sát 24/24, con tầm mẹ đứng nhìn chăm chăm vậy này. Thôi thì lúc đấy thì coi như là em gái mưa thôi, em trai anh trai mưa vậy đó. Mình chỉ quan tâm thôi chứ mình không có tiến tới hay là mình không có dám gần gũi. Thế còn em thì sao? Em gặp thực ra thì... là lúc đó em có 13 tuổi thôi, chắc là sợ đi tù. Lúc đó em có để ý gì đến anh này không? Dạ, lúc đó thì em thấy anh này thì cũng cao, to, đẹp trai thôi. Thì cứ nghĩ là không có nghĩ gì sâu xa. Nói tóm lại là các bạn đã để ý nhau trong lần đầu gặp nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi đến bao lâu thì mới tiến xa một chút xíu? Có rất là nhiều những cái giai đoạn mà có như phải nói là em đã gặp rất là nhiều khó khăn. Sau đó thì em vào Sài Gòn lập nghiệp. À, có nghĩa là các bạn bẵng đi một thời gian, dạ, không gặp nhau. Yeah. Thế rồi làm sao mà giữ được cái liên lạc với nhau? Một năm thì em sẽ về Hải Phòng khoảng 1-2 lần. Thì hai anh em vẫn gặp gỡ nhau, cũng sẽ vẫn hỏi thăm. Nhưng mà lúc đó là... Em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Năm đó khoảng 17 tuổi. 17 tuổi, đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó là cũng có người yêu, lúc đó cũng biết yêu rồi. Có bị mẹ kèm cặp nữa không? Dạ, cũng có. Trước khi về Hải Phòng em có nhắn tin trước cho Thanh. Tại vì em thấy là trên Facebook á, là Thanh có bạn trai. Xong rồi cái thời gian đấy, đúng lúc là thời gian đấy là Thanh lại chia tay cái người bạn trai đấy. À. Đó. Thì em thấy là đợt này mình cũng về. Chắc cơ hội này mình nhân tiện mình thử gặp gỡ, mình thử làm tiến tới, mình thử hẹn hò xem như thế nào. Thì đến lúc mà em về tới Hải Phòng, em nhấc máy điện thoại em gọi thì đến mất tích luôn. Không dám nghe máy, không dám trả lời gì luôn. Là Thanh cho leo cây. Là em chạy mất dép luôn. Sao vậy? Tại vì thật sự là ngày đó em rất là ngại và rất là sợ khi mà tiếp xúc với người con trai lớn tuổi hơn em. Sau đó khoảng nửa năm. Nửa năm nữa. Thì hai người lại gặp nhau ở trong một cái buổi, một cái show diễn ở Đà Nẵng. Lúc này là Thanh vừa mới tròn 18 tuổi. Thấy cô ấy càng càng xinh, không biết là giờ có người bạn trai chưa mà cũng có hỏi thăm. Khi mà sau buổi diễn bắt đầu đi có một bữa tiệc nhỏ nhỏ cùng với anh chị nghệ sĩ. Thì bắt đầu em nảy ra ý định là kết nối lại xem có được hay không. Hình như là cô này lúc đấy là cô cũng bắt được sóng của mình, là mình chuẩn bị mình tiến tới hay sao ấy. Hay cô ấy lại cho mình leo cây. Là cô ấy thân thiết hơn với một anh chàng khác. Tại vì cái ngày đó thì em nghĩ anh này chắc cũng không có man đâu. Nghĩ là... Thế hẻo lạ quá hả? Xong rồi trang điểm, make up á. Xong rồi cái hôm đó thấy cứ vừa hát vừa nhìn, hát mấy câu mà kiểu tình tứ. Xong rồi cứ nhìn em á. Là em nghĩ tôi chết không được. Rồi đến bao lâu thì các em mới chính thức hẹn hò nha? Khoảng cũng toàn nửa năm sau. Nhất có tam đó. Nhất có tam mà may lần thứ ba là dính á. Bà dính không? Kể chuyện lần thứ ba thôi. Cái lần thứ ba đó là hôm đó là tụi em dự một cái sinh nhật của một người bạn. Thì hôm đó thì em cũng vừa mới qua 18 tuổi. Thì em uống rượu được rồi thì cũng có chút men trong men. Người. Thế cái hôm đó thì nhìn anh này đẹp trai quá. Ngồi ở giữa tụi em thì có một cái anh bạn chung của hai người á. Thì em mới bảo anh là anh đi ra chỗ khác ngồi đi cho tụi em ngồi cạnh nhau. chủ động là em chủ động. Xong rồi thì bắt đầu hai đứa ngồi cạnh nhau thì cũng nắm tay, nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối tối, xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai?
Bạn này là gọi là lớn rồi, còn bạn này mới có 18 thôi. Rồi. Cho nên chủ động là đúng rồi, bạn này bắt buộc phải sầm sỡ thôi. Người ta mở cửa cho mình mà. Nhưng mà có được không? Nhưng mà ai không có làm? Không được vậy. Nhưng mà nè, cái bữa đó ngoài nắm tay ra có làm gì nữa không? Môi. Ngay ngày hôm sau luôn là em sẽ nhắn tin, em nhắn tin luôn là bây giờ là bạn gái anh nhé. Xong rồi mình hẹn hò cái thứ. Và anh ấy cũng là người đầu tiên mà được mẹ em đồng ý cho yêu luôn. Từ đó là hai bạn là yêu nhau. Rồi cho đến khi lấy nhau là không có biến cố gì xảy ra đúng không? Khi mà yêu nhau và có cái lòng tin nhất định rồi thì Thanh nghĩ rất nhiều về cái việc mà hai đứa sẽ về chung một nhà. Thì chỉ đợi một cái cớ gì đó thôi. Và là cái cớ đó là cái gì? Là đó, có đó. Em bé ạ. Khi mà tụi em quen nhau được 6 tháng thì bắt đầu đã có cái ý định đó nảy sinh trong đầu. Và mới 6 tháng yêu mà đã quyết định đi xăm tên của hai đứa vào trên cái ngón tay mà đeo nhẫn cưới ạ. Nhưng mà cái lúc mà em có em bé thì là em có để cho mẹ biết không? Có nói cho mẹ ôi biết không? Sợ lắm ạ. Dù lắm ạ, không dám. Hai vợ chồng cứ bắt đầu là nghĩ cách chứ từ giờ phải làm sao, nói như thế nào để cho mẹ nguôi, để nói như thế nào để cho mẹ đồng ý. Thì bắt đầu quyết định là em về Hải Phòng trước. Là bắt đầu là hai mẹ con lên phòng thủ thỉ với nhau. Lúc mẹ nghe thì sẽ thái độ mẹ sao? Mới đầu thì mẹ em không cho cưới, mẹ em kêu cứ đẻ đi tao nuôi. Xong rồi là một thời gian thì bắt đầu là em nhờ đến bố. Khi mà bố nghe tin em có em bé, bố đồng ý cưới luôn. Cho nên là nhờ bố đúng không? Bây giờ là tụi em, cuộc sống của tụi em bây giờ là coi như suôn sẻ, coi như là hạnh phúc đúng không? Hai bạn là rất là đẹp đôi đúng không? Vậy thì ở với nhau có tật xấu lò rao. Nhưng mà trước khi mà kể tật xấu thì em muốn biết là cái thời lượng chương trình bao nhiêu phút ạ? Trời ơi. Đến lúc để mà chúng ta giật mặt nhau đó. Và đây là phần khán giả khoái nhất đúng không? Bây giờ mời Thanh. Dạ thì hầu như những cái tật xấu của chồng em thì đều liên quan đến em hết. Ủa, lý do? Tại vì mới đầu á thì chồng em với chung một kiểu cũng kiểu thanh lịch ấy, công dung ngôn hạnh. Nhưng mà khi mà bắt đầu quen em á thì bắt đầu lầy hơn. Dạ lầy hơn. Em ở nhà là ai cũng xì hơi hết. Nhưng mà em thì không muốn kiềm, tại vì là những cái đó thì khi mà mình ở bên cạnh người mình quá là thân thiết rồi thì mình tại sao mình phải giữ kẽ và em năn nỉ anh này trước là anh xì hơi đi để năn nỉ tức là xui á. Rồi em có nghe lời xúi dục của vợ không? Em không, tại vì bên nhà em truyền thống gia đình là không có cái việc xì hơi trong gia đình. Em đưa ra cái con số là ai xì hơi trước sẽ được 500 ngàn. Thế ai cái là người xì trước? Nhưng mà vì em quyền 500 ngàn mà em đánh mất nó chính mình. Nhưng mà cuối cùng em đâu nhận được 500 ngàn đó đâu. Cuối cùng là vợ chỉ đưa ra cái cớ thôi để mình giải thoát cho cái niềm đam mê của cô ấy thôi. Nhưng mà em cũng cảm ơn cái việc đó, tại vì tuy nhiên sau cái lần mà vợ cũng giải phóng cho mình, mình cũng cảm thấy là ơi tại sao mình không làm quá cái việc này từ xưa đến giờ, mình bị bí bách bao nhiêu năm nay. Em bị bí bách. Anh mắc cười nhất là cái vụ mà bí bách bao nhiêu năm đó. Mà bây giờ nhờ vợ em mà khai thông rồi đúng không? Đúng rồi. Em phải biết ơn vợ. Nhưng mà em thấy đó là một cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời em. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì từ cái ngày đó trở đi là trời ơi, một ngày không biết bao nhiêu lần. Là em bây giờ trở thành nạn nhân đúng không? Chủ mưu rồi, bây giờ em thành nạn nhân rồi. Bây giờ tiếp đi, còn cái tật gì nữa nè? Xong rồi hay ăn tỏi ạ. Ăn tỏi mà đi nằm ngủ xong rồi cứ thi thoảng hà hơi vào mặt xong rồi còn ợ. Thật sự lúc đó em chỉ muốn độn thổ. Còn gì nữa không? Dạ chắc là hết rồi sao. Nếu mà hết thì bây giờ tới ảnh đó nha. Dạ, rồi tới em đó chứ. Chắc em cũng xin thời lượng. Hồi nãy em hỏi mà. Xin thêm thời lượng. Có cái câu chuyện này, câu chuyện đầu tiên. Chứ mà vợ em rất là vô tư. Vợ với mẹ với cả chị với cả em gái trong gia đình thì rất là thoải mái với nhau. Thì có một hôm mà mẹ em gội đầu xong thì mẹ em cuốn cái khăn trên đầu này ra ngồi cạnh con gái, con dâu. Lúc em không có nhà thì con dâu chỉ nhìn này thôi. Xong rồi nói mẹ là: mẹ ơi, sao mẹ nhìn mẹ giống phù thủy đấy. Và mẹ chỉ bảo là: đấy, xem lại vợ ông đi. Ông lấy vợ rồi giờ nó ngồi nó bảo mẹ giống phù thủy. Thế em bảo chết rồi. Thế em bà mới hỏi: sao bảo mẹ giống phù thủy, mẹ làm gì?
Thế bắt đầu mới nói là thực ra là không phải là giống phù thủy. Tại vì xem cái phim mà Tiên Hắc Ám á, thì có cái cô Angelina Jolie á, là cô có cái quả ma cao. Mẹ em cũng gọi ma cao, xong cô cuốn cái đầu đen đen này này. Là tại vì thực ra là lúc đó em không có nhớ cái tên phim nó là gì. Thế xong thấy hai cái mắt mẹ xếch xếch lên như này, xong rồi nhìn đeo đội rồi kêu nhìn mẹ giống phù thủy, nhưng mà nói xong câu đó bị hớ đúng không? Bị hớ. Rồi còn gì nữa? Vậy em ngủ nướng rất là nhiều. Từ cái thời là con gái ngủ dậy là lúc bình minh là 11-12 giờ trưa không à? Đẻ con xong rồi thì vẫn như thế, vẫn về nhà chồng vẫn ngủ đến 11-12 giờ. Dạ. Rồi có cái tật xấu gì mà nó nặng hơn nữa không? Hậu đậu. Đề da nội trợ tốt không? Là làm cái gì cũng hay bị đổ vỡ rồi này kia, nên là ít khi là để động tay vào việc nhà nhiều. Đổ vỡ mà hay đổ thừa không? Đúng rồi, đó, đổ vỡ mà hay đổ thừa. À. Mà đổ thừa một cái lý do mà mình nghe xong thì mình cũng chỉ biết là ngậm ngùi thôi. À. Tại vì nói là mỗi lần mà trách em cáu quá, tại vì thấy rơi đồ hoài à. Động một cái gì cũng rơi, động một cái gì cũng rơi, xong rồi động cái gì cũng hư. Thế mà sao suốt ngày hư thế? Thế bà vợ quay ra nói: thì tại vì ta đẻ xong rồi, đẻ con xong rồi bị như thế. Chứ ai muốn đâu. Quá hợp lý. Rồi giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Không đến nỗi là em muốn vợ thay đổi cái gì của đó quá nhiều, mà sao thì vợ cứ vẫn cứ là chính bản thân mình. Nói chung về cơ bản thì chồng không muốn vợ thay đổi gì cả. Chỉ cần tích cực hơn trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống thôi thì mình sẽ hạnh phúc. Thế còn Thanh? Thực sự là em cũng không muốn chồng thay đổi điều gì. Bình thường thì chồng cũng hay nói nhiều lắm, nhưng mà thực ra là nói nhiều thì là mới quan tâm đến mình, nhưng mà không nói thì mới thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái tụi em cái công việc là Thanh đã bắt đầu trở lại công việc nghệ thuật của mình chưa? Hay là rồi ạ. Em bé được mấy tháng? Dạ, em bé hiện tại là được hơn 4 tháng. Một tháng rưỡi. Mới có hơn 4 tháng thôi mà phọt phiết là coi như là hoàn chỉnh, coi như là gần như là như cũ rồi nè. Dạ. Giỏi ghê không? Ừ. Chị thấy là bây giờ nhìn tụi em á, chị thấy cái đường mà đường phía trước của tụi em rất là rộng. Dạ. Tại vì hai bạn á đều có một cái ngoại hình rất là đẹp. Ừ. Và ai cũng có một cái duyên dáng, để chúc tụi em hạnh phúc và chúc tụi em sẽ thành đạt hơn nữa nha. Dạ. 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 Rồi, cảm ơn anh chị ạ. Chào hai em.